Xin hỏi bác sĩ có phải thuốc đích chỉ đáp ứng khoảng 50% trên bệnh nhân được điều trị phải không? Và làm thế nào để biết được thuốc có đáp ứng hay không? Và xin được cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Bình và chúng tôi xin được đề xuất tiến sĩ Phùng Thị Huyền sẽ tư vấn cho bạn Nguyễn Thanh Bình câu hỏi này. Vâng ạ, xin chào bạn Bình. Thì chắc là trong cái nội dung của cái buổi tư vấn ngày hôm nay về ung thư vú thì bạn Bình cũng muốn hỏi về cái thuốc đích của ung thư vú. Bởi vì là chúng ta có rất là nhiều các cái thuốc đích cho các cái bệnh khác nhau. Đấy, và cái tỷ lệ đáp ứng cũng như hiệu quả của cái thuốc đích này với từng bệnh nó cũng khác. Thế thì tôi cũng xin tập trung vào để trả lời cái vai trò của cái thuốc đích trong cái điều trị ung thư vú. Như là cái phần trước tôi cũng có chia sẻ thì một trong những cái thuốc đích điều trị áp dụng đầu tiên ở Việt Nam đó là cái thuốc trastuzumab, và cho đến ngày nay thì cũng chưa có một cái thuốc đích nào khác áp dụng trong điều trị ung thư vú nó vượt qua được cái hiệu quả điều trị của cái thuốc trastuzumab. Thế thì chỉ định của trastuzumab thì có trong điều trị cho bệnh nhân ung thư vú tái phát di căn. Đấy, đã được chính thức phê duyệt từ cách đây 22 năm. Đấy, và nó cũng đem lại cái hiệu quả rất là cao. Và cái thuốc trastuzumab đó khi mà điều trị cho bệnh nhân ung thư vú di căn thì thông thường trong giai đoạn đầu là có phối hợp với lại hóa trị. Đấy, sau một cái thời gian khoảng từ 4 đến 6 tháng cái phác đồ phối hợp này đạt được đáp ứng thì sau đó sẽ duy trì thuốc đích đơn thuần hoặc là thuốc đích kết hợp với thuốc nội tiết. Thì từ những cái nghiên cứu ban đầu thì tùy theo cái phác đồ hóa chất mà phối hợp với cái thuốc trastuzumab này thì cái tỷ lệ đáp ứng nó lên khoảng 70 đến 80%. Đấy, như vậy thì nó là vai trò chung của cả hóa chất, cả thuốc đích, chứ không phải là cái vai trò của mình thuốc đích đơn thuần. Bởi vì người ta sẽ không sử dụng chỉ mình cái thuốc điều trị đích đơn thuần cho cái bệnh nhân ung thư vú tái phát di căn lúc đầu, mà chỉ sau phải phối hợp với lại hóa chất, sau đó một thời gian đạt được đáp ứng thì mới duy trì mình hóa chất đơn độc thôi. Đấy, như vậy thì gọi là cái hiệu quả, câu hỏi của bạn là cái hiệu quả của thuốc đích đó là 50% có phải không, thì thực sự là nó cũng không phải là như vậy. Đấy, và những cái nghiên cứu người ta thấy rằng cái tỷ lệ đáp ứng khi mà điều trị cho bệnh nhân ung thư vú di căn phối hợp cả hóa chất và thuốc đích thì nó lên đến 70 đến 80%. Đấy, và sau đó thì có duy trì với thuốc đích đơn thuần. Thế còn lại cái trường hợp chỉ định thứ hai là chỉ định cho bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm, tức là bệnh nhân ung thư vú mà có thể phẫu thuật được. Đấy, thì tiến sĩ Quang đã phẫu thuật cắt bỏ khối u vú đi rồi. Thế sau đó thì xét nghiệm có xét nghiệm HER2 dương tính thì sẽ được chỉ định điều trị với thuốc trastuzumab bổ trợ, và cái thời gian chuẩn các bác sĩ đang áp dụng là 1 năm đối với thuốc trastuzumab và có cả kèm theo với phác đồ điều trị hóa chất. Thế thì đối với những cái trường hợp bổ trợ như thế này thì mình lại không đánh giá được đáp ứng giống như là trong trường hợp di căn, mà cái hiệu quả của cái phác đồ điều trị bổ trợ như này thì người ta phải theo dõi rất là dài. Đấy, cũng báo cáo là với các cái nghiên cứu về vai trò của thuốc trastuzumab trong cái điều trị bổ trợ, tức là điều trị bệnh nhân ung thư giai đoạn sớm, người ta tổng kết trên 12.000 bệnh nhân ung thư vú được điều trị với cái thuốc điều trị đích này, thì người ta thấy rằng cái việc mà kết hợp hóa chất với cái thuốc trastuzumab so với chỉ dùng hóa chất đơn thuần trong phác đồ bổ trợ thì nó làm cải thiện, nó làm giảm được cái nguy cơ tái phát là 40%, và nó cải thiện giảm được cái nguy cơ tử vong cho bệnh nhân ung thư vú là 34%. Đây là những cái con số rất là ngoạn mục và cũng phải nói là rất may cho bệnh nhân ung thư vú đã có cái thuốc trastuzumab để điều trị khi mà có tế bào u có bộc lộ quá mức HER2 dương tính. Dạ vâng, xin được mời tiến sĩ Lê Hồng Quang. Ở đây thì trong quá trình chăm sóc cũng như theo dõi cho người bệnh thì chúng tôi cũng thấy một cái tâm lý cũng khá là phổ biến của người bệnh thể hiện qua cái câu hỏi của bạn. Thì vì là cái điều trị đích là cái chi phí cũng khá là lớn, thế cho nên là cái việc mà một bộ phận nhất định bệnh nhân của chúng ta phải cân nhắc các cái khía cạnh về tài chính để mình quyết định điều trị thì cũng là vấn đề thực tế. Thế thì cái con số 50 thì có thể dẫn đến 50% thì có thể dẫn đến cái liên tưởng đây có phải là một cái quyết định nó mang tính chất may rủi hay không, thì chúng tôi xin khẳng định là không. Tại vì tất cả các cái quyết định mà bác sĩ đưa ra, đặc biệt là quyết định điều trị đích, thì đều phải dựa trên những cái bằng chứng khoa học nó chặt chẽ nhất và cao nhất. Thế và
bản thân chúng tôi làm công tác ngoại khoa với những cái trường hợp mà bệnh nhân đã được điều trị đích mà bác sĩ Huyền hoặc là các đồng nghiệp khác mà gửi sang chúng tôi, thì chúng tôi cũng chứng kiến những cái kết quả hết sức ngoạn mục, thậm chí là rất nhiều trường hợp bệnh nhân khi mà cái khối u cắt ra xét nghiệm trên kính hiển vi, xét nghiệm bằng giải phẫu bệnh thì hoàn toàn là tan hết, không còn bằng chứng về mặt vi thể. Đấy, bác sĩ khám đã không thấy rồi nhưng mà soi trên kính hiển vi thì cũng hoàn toàn là khối u bay hết. Thì đấy là những cái kết quả nó hết sức ngoạn mục, và chúng ta hoàn toàn nên tin tưởng vào những cái thành tựu của khoa học. Thế tất nhiên là trong thực tế thì cũng có những cái một số trường hợp nhất định là có thể nó không đạt được cái đáp ứng hoàn toàn. Thế nhưng mà chúng ta vẫn có cái tỷ lệ mà đáp ứng tốt, nó chiếm đa số so với những cái trong số các trường hợp được điều trị đích. Cảm ơn tiến sĩ Lê Hùng Quang.